khi mà lên đảo xong rồi đó là sau này sẽ dắt tiên ngang qua, mình sẽ thấy nhiều, nếu mà không sai thì mình sẽ thấy nhiều hoa anh đào lắm, rất là nhiều. Thì khoan chụp đã, cứ có đi theo là tới một cái chỗ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái này nó quay là phải cái nước cái nó bắt tạt nó quay nó cái đầu nó bắt cái giò nước lên trên bánh trứng như vậy thôi. Mà nổ bom đó là hồi nãy chỗ đó đó cách đây mấy trăm thước mà dạ các bà chú mình cố gắng 4 giờ mình ra ha, tôi phải dắt bộ miền xưa mình coi thằng này giải thích rồi các bà chú muốn chụp hình cứ chụp hình, rồi 4 giờ mình ra được thì tốt, mà không ra được thì 5-10 phút cũng ok. Bởi này hơi gấp chút xíu nha, vì đường xa. Tôi thấy hồi nãy trên cái thằng này chị lên cái nhà đó không, lát lại vô trong trong miền xeo các cái chú đi theo thằng này giải thích cho các cái chú coi, nhưng mà họ vẽ rất là rõ ràng chỗ nào là trái bom nổ, là chỗ nào có nhà đường gì sông gì. Mà Hiroshima đó là cái cảng hậu hải quân của Nhật
cái quy ghi lại là hải quân của Nhật nào. Nãy mày hỏi con tôi gai rồi, bây giờ nhớ lại cái thành phố thứ nhất của nó là nó thả xuống đó là quân sự của Nhật Bản, là cũng đồng thời đó là cái để giống như bên mình thì không phải giờ tâm nó không phải giống như mình có cái huấn luyện quân sự là cái bằng gì ở bên Việt Nam mình quân trường trung tâm huấn luyện mà ở sai mà tưởng đậu vô là đã nhiều sớm. Các cô chú coi dùm thôi, để ở xa xa nó phải có cái giống như cái hòm vậy đó không? Đó là mỗi năm những người tổng thống, thủ tướng của các quốc tới đó làm lễ, tới đó làm lễ, thấy không? Có thấy không? Có thấy có thấy cái studio đó là đại thân này, nó nằm ngay chính giữa của cái building, đây là cái building ha. Phía trong, không phải phía trong, đây. Cái building này nè, mình đi vô trong này là mình đi vòng qua là mình lên xe nè. Trước đó phải có cái trắng trắng đó không? Có cái building đó, giống như cái lưng ngựa vậy nè. Có không? À, cái công công đó đó. Dạ, cái chỗ đó là cái người Nhật đó là cái hòm, cái bảo vệ cái hòm, ở trong đó là cái hòm. Nhưng mà họ làm tượng trưng thôi, cho nên những người họ tới đây đó, họ làm lễ để kỷ niệm, để nhị thế chiến. À. Bây giờ thằng này đưa các chú vào museum. Thì museum đó là cái đó là cái hòm á. Em có mấy người họ đứng đó đó. Đó, họ đứng ở coi đó. Cái nhà đó, cái trái bom nguyên tử là trên cái đầu cái nhà đó là 600 thước. Đó là xin lỗi, cái này là sau khi một tháng á, lính quân lính này vô chụp cái tấm hình này nổi tiếng, sau khi một tháng họ mới đánh vô đâu
đây có đường đi. Cho mày kéo dài sự sống rồi mình chết hoặc hoài vô bệnh viện cũng có là tập ba miếng mà anh không hiểu tất cả nào hai người giường hai người giường đã đâu có đi khám bác sĩ thường xuyên nhưng mà đau bùng ra bệnh cái gì. Dạ, các chú hồi nãy thấy Hiroshima là bệnh địa rồi đó cha. Bây giờ là nhà lầu như vậy rồi đó. Dạ. Họ té xuống nhưng họ đứng lên được. Nhà bị giúp đỡ lên đi cái gì đó, Rồi ông mới xin vua. Hồi đó đó chỉ có vua với lại những người quế tộc mới là có họ, còn thường mà bình dân đó, không có họ. Cho nên lúc đó vì là quốc sư của vua đó là Kiên Trắng Đại Sư, thằng này nói một người thầy mà ở bên Trung Quốc trốn qua Nhật Bản để thuyết pháp đó, thuyết đạo truyền đạo đó, 6 lần 5 lần mù luôn rồi còn tới đây. Thì khi tới đây á, thì vua ban cho là quốc sư Kiên Trắc Đại Sư, thì khi mà ngài qua đây xong rồi đó thì ngài sửa các tất cả những cái văn hóa của Nhật Bản, đưa đường Nhật Bản nương lên, bao gồm kiến trúc, bao gồm những cái chuyện gì mà hết, dạy dỗ văn hóa này, dạy dỗ về khoa học, dạy dỗ về kỹ thuật, dạy dỗ về tất cả mọi thứ ở Trung Quốc có gì thì bên Nhật có hết. Thì lúc đó thì vua cũng tôn trọng ngài lắm, cho nên ngài nói con cháu của vua mà thành lập tặng là súc sanh vậy thì ngài có cái ý định làm sao. Thì Kiên Trấn Đại Sư mới nói rằng là phải cho một cái họ. Thì vua nói bây giờ mà cho họ lấy cái gì làm họ? Họ của vua thì không có thể ban cho bá tánh được, không có ban được. Vậy là sao? Cái thầy nó được, để đó còn lo con giờ làm cho em. Rồi kêu những đệ tử tới, căn cứ nhà người ta ở đâu lấy cái đó làm họ. Được chưa?
cho nên có một cái người ở trong đó trồng trồng cỏ, trồng rau, trồng đồ đó, rồi họ điên, rồi mình chữ đó là điên, điên là họ đang trồng làm ruộng mà, ma mà, thì đó cho là họ điên, được chưa? Họ điên á, thế rồi ha. Rồi nhiều người họ điên quá, ai cũng ở, ai nhà ai cũng có cái có chỗ trồng cây trồng đồ, họ điên nhiều quá chịu không được rồi. Thì họ, rồi thầy mới hỏi điện ở trên ở đâu? Điện trên, tôi cho cái điện trên, họ là điện trên, còn điện dưới, điện trung, điện quanh, đường quẹo vậy đó, cao xong. Rồi tới tới bên cạnh hỏi cái ông đó, ông nói tôi ở gần ngay cái public toilet đó. Cái thầy cũng biết sao. Thì các cô chú muốn nghe gì về người trực, để các cô chú hỏi thông này đi. Hệ thống Medicare của Nhật đi ha. Hệ thống Medicare của Nhật là như vậy, nó có sự thật, nó cũng giống như bên Úc mình vậy đó. Nhưng mà toàn dân cũng giống Medicare mình. Nếu anh toàn dân, anh có cái bằng ID, ID tức là National of ID tức là giống như người Nhật, thấy không? Thì anh đi coi bệnh, anh đi vô nhà đạo mua insurance thì cao, ở đây giống như thoát vậy đó, 100%. Còn thừa khoảng anh đi đâu á, anh trả cũng 30%, bao gồm anh mua thuốc cũng vậy, 30%. Bên mình á, thì những người lớn tuổi hoặc là lấy được một cái Medicare, lấy được cái gì đó, healthcare card thì trả 6 đồng, cái đó thì bên mình thì rộng rãi hơn. Bệnh nhân này giống như ông này lâu lâu đến khám bệnh cái tao này hỏi. Anh đi lên hay mình lại dắt 3 người đến 5 người đại khái vậy đi. Thì 5 người này phải khiêng cái kiểu cho cái anh đi lên hay này làm ráng mà được lên tới vice manager. Đi lên hay không? Lên lên hay phải lên tới supervisor. Thì 5 anh ở dưới này khiêng, mới có một cái anh, 5 anh trong này mới lựa gọi được một anh lên làm đi lên hay. Đúng không? Thì mới có một người mới vô rồi thì 5 anh này cứ khiêng lên, cứ đưa đẩy cái team của mình đưa lên. Rồi cái team của mình đi lên tới manager, rồi tới vice manager hay là district manager gì đó, thì cái team của mình ở dưới này mới mình có mới có cơ hội mình mới leo lên được. Cái người leading hand, cái người mà giữ trực tiếp rồi tới supervisor là một cái team. Khi mà anh vô, anh chưa đám cưới, anh chưa gì đó, là cái team này nó lo cho anh hết. Giống như anh muốn có bạn gái hay gì đó, hay là anh có bạn gái rồi anh chuẩn bị đám cưới, cái những cái vụ lễ đó là do cái team này nó lo hết, tức là sống chết là mấy anh em rồi, là 7 anh em rồi, là sống chết với nhau. Cho nên có người Nhật họ làm việc họ đi một đường thôi, họ không nói ở tôi bây giờ tôi làm IT bên đây, tôi làm được 3 năm tôi có cơ, tôi biết kinh nghiệm rồi, tôi nhảy qua bên kia Sony, nhảy qua National gì đó. Bên Úc mình á, bên đây là mình làm 50 ngàn thì bên kia nó cho 70 ngàn, đúng không? Bữa nào anh nhảy 2-3 năm đã nhảy lên đến 100 ngàn, ở Nhật không có. Anh từ Sony anh nhảy qua National thì anh đi lui lại cái lương mà anh bắt đầu người đại học sinh á, anh làm thì làm, anh không làm thì thôi. Nó không bao giờ nói ở anh này Sony nhảy qua bên tôi cho 100, rồi nhảy lại rồi cho 120, không có. Nó không bao giờ cho một cái người nhảy qua nhảy lại. Đó là cái người Nhật Bản, một đời của người Nhật Bản chỉ là một cái chóp là vậy đó. Nó chỉ có quyền nâng lên rồi anh làm cho giỏi rồi anh cũng được leo lên vậy thôi.
chứ anh không có cách nào mà anh nhảy qua nhảy lại rồi anh nó lên bên này phó manager rồi lên qua bên kia manager rồi lên general manager mà anh làm trong năm 10 năm không có đâu. Anh chỉ phải làm tới 2-30 năm sau anh mới lên được general manager đại khái vậy đó. Cũng có cái cơ hội mà anh lên cái khi cái công ty của anh là đời hồi mà anh còn trẻ, anh đã nhắm với cái công ty đó rồi. Mà công ty lên thì anh lên, công ty xuống là anh xuống. Cho nên người Nhật họ là teamwork. Anh thấy họ nói gì, cái ông mà có một người trong cái nhóm mà 6-7 người hay gì đó, có nhóm đó có một người leader. Ông nói tiếng là tụi nó sẽ phạt anh đứng thẳng ra, đưa găng này ra. Khi mà đi bộ vô trong khách sạn, đi holiday, thì cái ông này cũng ngồi đó, ông vô là ông ngồi trên giường. Đáng vô đi xem cảnh này á. Giống như kịch hình tiên kia chơi xem. Đây cảnh tiên kia xem. Sơn lờ đó. Buồn đào đẹp quá. Ôi chà. Rừng đào. Dạ trúng mánh. Trúng mánh rồi. Dạ bởi này mới trúng răng rồi bởi này trúng thêm nữa. Trúng. Dạ. Không vô cái đã, vô cái đã. Hai cái cũng có chứ có trời nhiều đó. Rồi rồi. Rồi đem bỏ cái giấy ra để cho các bạn xin cái em. Thank you.
mình đã có, bây giờ bên tay phải mình đã đang sửa, nên mình chỉ một vòng nào thôi, mình đi giờ đi qua vòng chụp hoàn nào rồi mình đi ra. À, nguyên tắc là 12 giờ, à, 12 giờ. Bây giờ là 10:20 à. 12 giờ sẽ về lại xe ha. Nào. Tối ôm hả?
chứ còn trời. Còn trời em. Không có dẫm lên cỏ.
ngoài đường nó anh chị em luôn, thành trong mình nhà luôn á. Có hai ba người đó, hai người ba người quay đó. Đi được đi một cái.
Mình đi, mình cứ đi. Để anh muốn chụp trên cầu đứng ngay góc đó không có mấy cây cây đẹp. Đó là cái chỗ cầu treo là cái chánh. Có gì? Ở đây là mới thấy được cái ba cái tầng nè. Rồi tức là đường xe lửa, đường bữa nay nói cái gì cũng không đúng hết, không thể bói nè, bói chặt lắm hết. Ông nói kẹt xe luôn. Thì họ đào đúng rồi. Dạ, 20 năm trước ở đây là động đất sập lại chỗ này đây, từ cái đoạn này nè, sập cây mấy số, chết hết 6.000 người. Đoạn này nè, đoạn này nè. Đó, nhà mới không sập tới đoạn này thôi, có cây 2.000 thước chưa tới. Chết 6.000 người không phải vì động đất mà bị cháy nhà, là vì sao? Khi mà động đất á, thì lúc đó dịch nó là làm kiên cố lắm, cho nên họ nghĩ y không bao giờ sụp, mà biết đâu nó sụp xuống. Thì sụp xuống á, thì lửa bây giờ đây là nó có gas, mà dưới đất nó phải gas không? Cháy nhà. Cháy nhà thì điện nó tắt mất, bơm nước bơm không được, lấy nước không kịp, cho nên họ tới họ lấy kịp nước, nước điện rồi, chỗ lửa đó thì nó cháy chết nhiều người. Toàn cho nên bây giờ người Nhật họ đem cái bom nước á, họ để mình sập xuống là nó ra, họ lấy cái bom nước họ để ngoài biển đó, có chuyện thì nó rất nhiều bom rồi, hư thì hư không sao.